Em biết được từ cái giây phút mà nhiều người muốn được ở gần em, đó là em biết được là à, bởi vì em tỏa ra được cái năng lượng tích cực cho người ta. Theo chị, một cuộc đời đáng sống là như thế nào? Chị từng nói với tụi em là đối với chị là chị thấy rất là may mắn khi chị biết được là cuộc đời chị đáng sống từ giây phút là chị tỉnh thức và chị biết được trọn vẹn cái ý nghĩa của cuộc đời chị đẻ ra để làm gì. Đối với tất cả tụi em, cái đó là cái mà chị cũng ước là tụi em tìm thấy được và biết được là trên đời này có gì đáng sống và tại sao tụi em nên sống tiếp. Tụi em biết á, mỗi lần chị làm video á, chị trước trước khi video bật lên á, chị luôn có 3 giây để nhắc chị là nếu ngày hôm nay chỉ có một người duy nhất coi video của mày và họ cảm thấy cuộc đời họ bế tắc và vì coi video của mày họ chọn là sống tiếp, họ chọn là không có tự tử, họ chọn là không có bi quan với cuộc đời, họ chọn là nhìn cuộc đời theo một hướng khác để có một cái lối rẽ khác hoặc là một cái đường đi khác, thì đó cũng là tròn trách nhiệm của mày, của một con người đến với cuộc đời này để tạo ra được một cái điều gì đó ý nghĩa. Em biết khó để mà mình tìm ra được một cái mục đích để sống tiếp. Ví dụ ngày mai chị nói với em là chỗ làm em người này người kia đang hạ bệ em, rồi ba mẹ em, rồi người yêu em, rồi hàng xóm em, rồi vân vân, em sẽ cảm thấy túng quẫn lắm. Em sẽ cảm thấy vậy là trên đời này không một ai cần mình hết. Cái chữ cần đó đôi khi nó cũng rất là quan trọng. Vậy mình sống trên đời này để làm gì? Và đa phần mọi người hay nói cái câu như vậy lắm. Nhưng mà em phải biết chỉ cần một người cần em thôi. Tại giây phút đó tự nhiên em đi ngang qua mà một người ăn xin nào đó xin em cái gì đó, tự nhiên em mua một ổ bánh mì cho họ, em cho họ, em giúp họ được một cái gì đó, tự nhiên ngay lúc đó em ấm lòng, em cảm thấy à, cuối cùng mình đã tìm ra được và đủ được để cho mình hạnh phúc rồi, và bây giờ mình tìm được ý nghĩa rồi. Tự nhiên trong cái giây phút mà em mua cho người ta cái ổ bánh mì đó, em chăm sóc hay em giúp được họ chỉ trong vài giây đó thôi á, em đâu có nghĩ đến gia đình, bạn bè, người thân, em không nghĩ đến tiêu cực luôn. Tại vì trong cái giây phút em đang biết ơn, trong cái giây phút em đang cho, trong cái giây phút em đang đưa cho người khác một cái gì đó mà họ cần hơn em, và em chỉ cảm thụ cái dòng năng lượng đó thôi, đó là cái năng lượng mà em cho đi đó thôi, thì ngay giây phút đó em thấy đủ và em thấy cuộc đời nó đáng sống. Tại vì đôi khi mình sống không phải cho mình nữa mà mình sống cho người khác. Mỗi ngày chị thức dậy chị đều phải, chị là cái người duy nhất có thể thúc đích chị, gọi là tự đánh đích chị để đi tập thể dục đi Nhi, để sống tiếp đi Nhi, đi cống hiến đi Nhi, đi đi nhìn coi còn ai để mình giúp được chẳng hạn như vậy. Cuối tuần vừa rồi chị vừa mới đi Thái Lan và chị vừa đi họp, nhưng mà nó cũng là cái cơ hội để chị nhìn lại, thì vì Việt Nam mình cũng như Thái Lan thôi tụi em. Thì khi mà chị đi massage hay là chị đi những cái nơi như vậy và chị nhìn thấy được cái sự niềm nở, cái sự hiếu khách của họ, cái sự biết ơn của họ, mặc dù mình tip cho họ mấy trăm bạc thôi thì nó cũng mấy đô xin thôi, nhưng mà mình mới biết được là mình đi từ, và đây là cái chị luôn nhắc với tụi em, đó là một trong những lý do mình phải quay trở về lại với những cái ngày tháng mà mình không có một cái gì hết và cái cảm xúc ở cái dòng năng lượng ở với những người đó, để hiểu được là mình đã đi xa như thế nào rồi, không phải đi chảnh mà là để biết ơn. Và đối với chị, biết ơn là cái bài tập mỗi ngày chị vẫn làm cho đến bây giờ. Mỗi sáng mà chị bực hay chị quạo hay chị nóng trong người hay chị phát điên một cái gì đó, bởi vì chị là con người mà chị có cảm xúc, có những lúc mấy đứa nhân viên của chị đã làm cho chị điên chứ sao không em, thì chị luôn hít thở và chị nhắc chị là năm cái điều gì ngay bây giờ mày biết ơn. Và chị cứ tập như vậy là mỗi lần chị nổi điên lên, và đây là cái tụi em phải tập nhìn nhận và cảm và biết rõ, tiếng Anh nó gọi là awareness, nhận thức được em đang kéo em ra cái vùng bực bội và làm sao để kéo em về lại cái vùng hết bực bội. Đó là suy nghĩ đến những điều em biết ơn. À, tôi biết ơn sáng nay con mắt tôi mở vẫn còn sáng không bị mù. Tôi biết ơn sáng nay tôi vẫn thở được. Tôi biết ơn chân cẳng tôi sáng nay vẫn khỏe được để tập thể dục. Tôi biết ơn là con gái tôi sáng nay thức dậy vẫn có sức khỏe để đi học và đến trường và không phải đi bệnh viện. Và tôi biết ơn là nhân viên của tôi vẫn có lương ăn trong những ngày tới và không có ai đang trong quá trình, mặc dù nó làm cho tôi nói điên nhưng mà tụi nó không có bị chết, tụi nó không có bị bệnh, tụi nó không có vấn đề. Em có thấy không, ngay lập tức em có muốn bực em cũng rất là khó bực, tại vì em đang đem em vô một cái vùng cảm xúc biết ơn và trân trọng và biết đủ. Và có những người đi vô đây và nói với chị là
sống cái gì mà tích cực quá vậy, tại sao ngày nào cũng tích cực vậy? Em biết tại sao người ta nói với chị như vậy không? Bởi vì họ không làm được cái điều chị làm, họ không sống tích cực được, cho nên họ phải lôi những người như chị xuống. Ok, và chị gặp nó bình thường hàng ngày luôn, hàng ngày luôn, không phải chỉ riêng với YouTube của chị làm, thậm chí đi ra ngoài đường luôn. Em biết được từ cái giây phút mà nhiều người muốn được ở gần em, đó là em biết được là à, bởi vì em tỏa ra được cái năng lượng tích cực cho người ta. Nếu như ai đó gặp chị như ngoài đường rồi thì tụi em biết rõ cái sức hút của chị nó kỳ cục lắm. Cái sức hút của chị nó đến từ chuyện tao không mở miệng, người ta cũng lùa đến, muốn ở gần tao tao cũng không hiểu nữa. Ok, né cũng được nữa, né cũng được, kỳ lắm. Hãy bắt đầu tìm những cái thứ nhỏ nhặt nhất và dành cái thời gian, thay vì đi tìm ý nghĩa của cuộc đời này, ý nghĩa của nó là gì, làm sao để sống ý nghĩa, làm sao để sống trọn vẹn, hãy bắt đầu hành động những cái nhỏ nhỏ xung quanh để làm cho em cảm thấy đủ và hạnh phúc trước. Và cái này chị cũng từng trả lời rồi, chị nghĩ cái câu này giống như trả lời lại thôi, như một cái nhắc nhở lại thôi. Nếu như mà cứ sống tích cực, nó là một cái sự chọn lựa. Chị không có nói là tất cả mọi ngày chị đều tích cực đâu. Có những lúc chị nhìn thấy những người tích cực xung quanh chị, nhưng mà chị có sự chọn lựa để mà chọn là ngồi với cái người không tích cực đó, hay là chị chọn đi về nhà vợ một mình. Chị luôn chọn đi về nhà. Và nếu như chị gặp người nào mà nói chuyện tiêu cực 2-3 câu á, chị luôn đặt một cái rào ở hai cái lỗ tai chị ngay lập tức à. Chị có thể tưởng tượng tiếng gió, tiếng mây, tiếng nước trong đầu của chị để mà chị, tiếng Anh nó gọi là filter, tức là lọc đi những cái âm thanh khác. Và đây cũng là một cái bài tập khác, đó là bài tập tự nói chuyện với mình trong lúc người ta đang nói chuyện. Ví dụ người ta nói chuyện cái câu gì với chị mà chị biết cái câu đó là tiêu cực á, thì chị sẽ nói là mình rất là đáng thương cho cái người này, bởi vì họ không hiểu được cái điều mình hiểu, họ không thấy được cái điều mình thấy, họ cũng không thể nhìn cuộc đời với một lăng kính khác. Cái tốc độ của họ đang ở một cái nơi khác, và mình chấp nhận để cho họ được sống cái cuộc đời của họ một cách yêu thương họ nhất, và chấp nhận họ là như vậy để không có sửa họ. Khi nào họ sẵn sàng thì họ đến thôi. Cái cách em dùng từ khác, cái cách em nhìn cuộc đời nó khác, cái cách em sống nó cũng khác. Và em bắt đầu hiểu được là à, cuộc đời của mình hồi trước nó khác với cuộc đời của mình sau này đó. Và cái phía bên này nó cũng cần thời gian. Ngày xưa em sao, bây giờ nó khác mà, đúng không? Thì nó cũng cần thời gian để em thích nghi với cái phía bên này. Nhưng tụi em có hỏi là chị 1000 lần, chị qua phía bên này rồi chị không bao giờ muốn về lại phía bên kia. Tức là một khi em đã đi qua phía bên này rồi, em cảm thấy em nhẹ nhàng, giống như cả tấn ký gạo trên người em nó rớt xuống rồi, em đâu có, em không còn thấy cuộc đời nó phức tạp như em nghĩ nữa. Các bạn đừng có quên like, share và subscribe tất cả các kênh của Nhi. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những cái livestream kế tiếp của Nhi. Bye.